Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin những nạn nhân nhỏ bé nhất của Putin. Đây là hình ảnh ba em bé tại một trong những bệnh viện ở Mariupol. Đây là thành phố đang bị quân đội của Nga xâm lược, bắn phá dữ dội và những bệnh viện cũng bị bao vây và phá hủy. Quân đội của Putin đã bao vây các bệnh viện của thành phố và bắt giữ hàng trăm con tin. Chậm nhất là vào một tuần trước, thế giới đã chứng kiến cảnh Vladimir Putin, 69 tuổi, nhà độc tài của Điện Kremlin, không ngần ngại tấn công những người vô tội nhất và không có khả năng tự vệ nhất. Ông ta cho đánh bom một bệnh viện phụ sản ở Mariupol và lấy đi sự bảo vệ của nhiều phụ nữ, chửa vượt mặt hoặc các bà mẹ mới sinh con, ít nhất 4 người đã chết trong vụ tấn công với hậu quả của nó. Đây là tội ác chiến tranh mà thế giới đang lên án nước Nga, đặc biệt là Putin. Đây là hình ảnh Putin cho đánh bom bệnh viện phụ sản ở Mariupol, giết chết những người mẹ và em bé trong bụng của họ. Hình ảnh là người phụ nữ Ukraine có bầu vượt mặt phải di tản khỏi bệnh viện phụ sản sau khi bị quân Nga pháo kích và bắn tên lửa. Báo cáo kinh dị tiếp theo được đưa ra vào thứ Ba. Quân đội Nga đang bao vây một số bệnh viện trong thành phố ven biển Azov và bắt giữ bệnh nhân và nhân viên trong một bệnh viện làm con tin. Bất cứ ai tìm cách chạy trốn sẽ bị bắn. Ngoài ra, những kẻ bắt giữ con tin được cho là đã nổ súng từ cửa sổ để kích động quân Ukraine bắn trả. Phó thị trưởng Mariupol xác nhận những báo cáo đầu tiên rằng sáng kiến truyền thông vì nhân quyền, một nhân viên bệnh viện đã thông báo tin tức về việc bệnh viện bị chiếm đóng với thế giới bên ngoài. Theo thông tin, quân đội được cho là đã đưa vài trăm thường dân đến bệnh viện và đang kiểm soát họ. Và cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một thêm khốc liệt, đem đến cái chết của hơn 7.000 binh sĩ Nga. Nhưng điều này được truyền thông của Moscow giấu nhẹm và mạng xã hội bị cắt đứt. Đây là hình ảnh quân đội xâm lược Nga đánh chiếm bệnh viện và bắt giữ trên 400 bác sĩ và bệnh nhân ở đây, làm con tin, lá chắn sống cho họ, để từ đó họ tấn công quân đội Ukraine. Giờ đây, các báo cáo mới đang gây ra kinh hoàng. Tại một bệnh viện khác trong thành phố, có ít nhất 3 trẻ em sinh non bị cha mẹ bỏ lại. Hãng thông tấn AP và một số hãng tin khác đã cung cấp thông tin này. Một bức ảnh cho thấy những đứa trẻ được quấn trong chăn và túi ngủ, nhưng không có sự gần gũi, ấm áp của cha mẹ chúng. Chúng là những con tin nhỏ nhất của Putin. Tình hình tại các bệnh viện lớn của Mariupol phản ánh số phận của toàn thành phố. Thành phố lớn này với khoảng 450.000 dân có tầm quan trọng chiến lược đối với Putin đã hứng chịu các cuộc tấn công đặc biệt nặng nề kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Mặc dù Nga đã gặp tổn thất rất lớn, khó khăn về hậu cần và bị phương Tây và các nước dân chủ và tự do trên thế giới lên án, nhưng Putin dường như vẫn không ngừng tội ác. Đây là hình ảnh xe tăng và các phương tiện chiến tranh của quân Nga xâm lược bị phá hủy, bắt giữ trên đất Ukraine. Tuy nhiên, hôm thứ Ba cũng có báo cáo về một đợt phản công dữ dội của những người bảo vệ Ukraine. Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào hôm thứ Ba, có khoảng 150 kẻ tấn công quân đội Nga đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, các chiến binh Ukraine còn phá hủy 2 xe tăng và một số xe bọc thép. Hỏa lực của pháo binh và các cuộc không kích được cho là đã phá hủy thêm các thiết bị quân sự và bắn vào các đoàn quân của đối phương đang tiến đến. Tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã đăng tải ảnh các xe quân sự của Nga bị phá hủy trên kênh Telegram của họ. Cho đến nay, rất ít người trốn thoát được khỏi đây. Đây là hình ảnh hơn 3 triệu người dân Ukraine đã phải bỏ lại nhà cửa, quê hương để di tản chiến tranh tới các nước xung quanh. Và số lượng này ngày một đông. Đó là Ba Lan, Séc, Đức và rất nhiều nước khác đang đón nhận tị nạn. Tuy nhiên, điều này không mang lại cải thiện nào đáng kể cho tình hình của những người bị mắc kẹt ở Mariupol. Cũng theo thông tin từ Ukraine, những người dân này đã không có sưởi, điện và nước sinh hoạt trong suốt 2 tuần qua. Và có ít nhất 200.000 người đang sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo mới nhất, là khoảng 20.000 người hiện đã tìm cách trốn thoát bằng ô tô riêng của họ. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vladimir cho biết rằng
họ rời thành phố qua một hành lang thoát hiểm ở phía thành phố Zaporizhzhia, cách Mariupol khoảng 230 km về phía tây. Kính mời các bạn xem bản tin gần một nửa quân số của Putin đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Đây là khẳng định của giới quân sự Ukraine. Đây là hình ảnh quân xâm lược Nga bị đánh tơi bời, tháo chạy, bỏ lại rất nhiều vũ khí và các phương tiện chiến tranh. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky hy vọng hòa bình trong 2 tuần nữa. Và phải chăng Ukraine và Nga sẽ sớm ký kết một biên bản và thỏa thuận hòa bình trên bàn đàm phán vào thời gian tới? Đó là những thông tin được đưa ra trong thời gian gần đây. Tổng thống Ukraine Zelensky vào rạng sáng ngày 16 tháng 3 cho biết các quan điểm của Nga nghe có vẻ thực tế hơn nhưng vẫn cần thời gian trước khi đưa ra quyết định theo tinh thần của Ukraine, ông nói. Cũng ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Biden đã quyết định viện trợ hàng tỷ đô la để mua vũ khí cho Ukraine tiếp tục chống lại quân xâm lược Nga. Đây là hình ảnh phong trào phản đối chiến tranh xâm lược lan rộng tại Nga, với hình ảnh là phóng viên truyền hình của đài truyền hình số 1 Nga giơ khẩu hiệu phản đối chiến tranh ngay trong chương trình phát sóng của mình, và hàng chục triệu người Nga đã biết điều đó. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Oleks, nói cụ thể hơn rằng sẽ có một hiệp ước hòa bình bao gồm việc rút quân trong 1 đến 2 tuần, hoặc sẽ có một nỗ lực của nhà độc tài Điện Kremlin Putin nhằm tuyển mộ thêm một số người Syria cho vòng chiến thứ hai. Và sau đó, khi chúng tôi đã nghiền nát họ, sẽ có một thỏa thuận vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 4. Điều đó có nghĩa là sẽ có hòa bình nhanh chóng như thế nào thì phụ thuộc vào số lượng binh lính và đạn dược mà Vladimir Putin có thể mang đến Ukraine. Và các đường vận tải vận chuyển đến Nga từ Nga sang Ukraine ngày thêm khó khăn vì quân Ukraine đã chia thành rất nhiều nhóm nhỏ, tấn công vào ban đêm, bắn phá và phá hủy những đoàn xe này. Đây là hình ảnh đội quân từ Chechnya hung dữ tàn ác được Putin cử đến Ukraine để tấn công vào nước này. Đây là những người theo đạo Hồi. Nếu người ta có thể tin cậy quân đội Ukraine thì mọi thứ chẳng hay đối với quân đội của Putin. Người Ukraine tuyên bố đã giết hoặc vô hiệu hóa tới 40% lực lượng Nga được triển khai kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, đó là một phần trong chiến lược tuyên truyền của Ukraine nhằm mô tả những thành công của mình tốt hơn những gì họ đang có. Vận may của chiến tranh có thể thay đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số nhà quan sát phương Tây cũng tin rằng Ukraine có thể sớm chiếm thế thượng phòng. Theo tờ báo The Sun, các chuyên gia tại Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội của Putin sẽ đến mức không thể tiến hành các hoạt động quân sự trong vòng 10 ngày tới vì thiếu thốn hậu cần, đạn dược và binh sĩ đã mất tinh thần, có nơi đến hoảng loạn. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Tướng Mỹ Ben, 63 tuổi, người chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 cho đến năm 2017, đánh giá tình hình một cách tương tự. Hawkes nói với đài truyền hình Mỹ NBC rằng để quyết định chuyển sang chiến tranh tiêu hao, Nga cần 3 thứ mà họ không có. Họ không có thời gian, không có quân đội và cũng không có đạn dược. Tuy nhiên, Hawkes tin rằng vận may của cuộc chiến sẽ chỉ đảo ngược đối với Nga nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nó giống như một cuộc đua. Nếu chúng ta cung cấp đủ cho người Ukraine, họ có thể duy trì sức lực lâu hơn Nga. Sau đó, nếu không có điều gì thật kịch tính xảy ra, thì trong 10 ngày nữa, Nga sẽ đi tới điểm không thể tấn công được nữa.